Với series shopping time lần này, tôi sẽ dẫn mọi người đi shopping một cửa hàng mà cho nam lẫn nữ, hơi bị xịn luôn nha. Let's go. Và brand lần này tôi ghé đó chính là Somehow. Ở đây tôi thấy khá là phù hợp với các couple luôn nha. Tầng 1 sẽ là nơi trưng bày các đồ nữ nha mọi người. Vì đây là cửa hàng tích hợp cả đồ nam và nữ, nên nếu mà shopping cùng người yêu thì quá là hợp lý luôn. Tầng lửng và tầng triệt đều là đồ nữ nha mọi người. Thiên đường của mấy ông nam là đây chứ đâu. Ở đây bán đồ nam á, mấy ông vô một cái là ghiền luôn ý. Mà lát nữa lên tầng 3 nha, là có đồ sale 50% á. Nhớ đón xem nha. Ở Somehow thì áo thun khá là đa dạng mẫu mã, mà đặc biệt nha là chất vải ở đây phải nói là hơi bị chất lượng luôn nha. Bạn có thể thấy là chất vải rất là dày dặn, quay cận cho mọi người coi luôn nha. Ngoài ra các mẫu hoodie hay là sweater đều rất là xinh luôn ý. Không chỉ như vậy đâu nha, mà polo ở Somehow nhất là những cái mẫu polo basic như thế này được đánh giá chất vải rất là cao luôn. Thứ nhất là về hình thêu nè, thứ hai là về chất lượng co giãn, như là thoáng khí rất là tốt luôn ý. Và đây chính là cái lầu 3, lầu sale up 50% nha mọi người. Được là một hồi thì tôi chốt được em sweater xám này đây. Một mẫu sweater basic nhưng mà khá là đáng thử luôn ý. Áo lên form dày dặn, trẻ trung và rất là style Hàn Quốc nha. Hí hửng một hồi thì người yêu mình cũng đòi lựa đồ và thử đồ nè. Lựa thì lựa đồ kia, nhưng mà thử đầm thì thử đầm chiến nha mọi người. Tôi thấy thì mấy cái em váy ở đây mặc rất là tôn dáng luôn. Bây giờ tôi sẽ phối một set polo basic. Và polo thì đi kèm với một em slim fit jean. Tổng thể em này thì rất là basic, phù hợp cho anh em có thể đi làm nè. Mà công nhận là áo ở đây thì rất là đứng form và mặc rất là thoáng nữa. Set thứ hai sẽ là set quốc dân giữa quần tây và áo sơ mi trắng. Cái form này sẽ không có ôm mà kiểu rộng rãi như oversize. Vải này thì khá là thoáng và thấm hút mồ hôi rất là tốt. Anh em mà làm văn phòng thì set này cũng rất là ok luôn nha. Ra thì ở đây cũng rất là nhiều item cho mọi người lựa chọn như là nón, túi và giày. Như là lúc tôi thanh toán tôi còn để một số item phụ kiện như là dây nịt nè. Khá là nhiều mẫu đẹp, mà nếu anh em thích thì tôi có thể review cho anh em luôn nha. Nhớ để lại comment nhé. Ngoài ra còn một số item mắt kính nữa nè mọi người. Couple chưa biết đi đâu mua sắm thì có thể tới đây nha. Giờ thì see ya.